Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhà vệ sinh chất như nước cắt, ồ ạt đòi xem mặt chủ nhân của bản thiết kế vĩ đại. Mới đây, một nam thanh niên đã chia sẻ lên TikTok trải nghiệm thú vị của bản thân khi tình cờ bước vào một nhà vệ sinh nhìn vô cùng độc lạ. Ngay lập tức, video của anh chàng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Ai cũng được fan cười ná thở trước bản thiết kế vĩ đại này. Từ ngoài nhìn vào thì nó giống như bao nhà vệ sinh khác. Chỉ khi mở cánh cửa bước vào trong, chàng trai mới há hốc bởi trước mắt mình là một không gian cực kỳ hợp lý dành để chữa lành cho những tâm hồn đang sôi bụng, nóng lòng muốn đi toilet. Chiếc bồn cầu với bình chứa nước xả là một bể cá nhỏ nuôi vài con cá vàng, bơi lượn chiêu chiêu, giúp người ghé thăm nhà vệ sinh được thư giãn tâm hồn. Nút nhấn xả nước đi kèm với lời bài hát Let It Go khiến cho khách hàng thổi bay muộn phiền trong chốc lát. Đóng, đóng mạnh vô. Xin chào quý khách. Rồi, đóng lại cái nữa rồi. Đóng vô lại. Xin chào quý khách. Nam thanh niên còn bất ngờ hơn khi người thiết kế còn tinh tế lồng ghép dịch vụ chăm sóc khách hàng 5 sao vào nhà vệ sinh. Mỗi lần đóng cửa toilet lại, sẽ có tiếng chuông kèm với lời chào lo-fi cực chill. Đồng thời, chiếc quạt treo phía trên cửa bắt đầu hoạt động, giúp cho mọi mùi hôi khó chịu tan biến vào không trung. Khách hàng hoàn toàn có thể tập trung vào công việc của mình. Cộng đồng mạng sau khi xem xong căn phòng toilet chữa lành thì cười nghiêng ngả, tò mò muốn được diện kiến người đã làm ra không gian để đời này. Ai cũng hết lời khen ngợi bản thiết kế có 102. Ai là người làm ra cái toilet như vậy? Xin nhận của tại hạ một like. Đúng là pháp sư Việt Nam rất nhiều, tại vì mình chưa khám phá ra thôi. Đỉnh thật sự. 10 điểm không có nhưng, nhà vệ sinh ấn tượng nhất mà tôi từng thấy. Còn bạn có muốn được một lần trải nghiệm nhà vệ sinh chữa lành này hay không? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!